Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của Xe Điện Motor Điện, kênh video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh và các cái đồ độ chế nhỏ lẻ khác. Các bạn xem video của mình đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo ngay khi có video mới đăng lên. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu V-size, có vi sai sử dụng nhông xích. Xích này là xích đôi, xích của xe máy. Các bạn không có xích đôi có thể mắc xích đơn cũng được, không có vấn đề gì cả. Sau này nó mòn thì mình chuyển qua cái nhông còn lại, nó cũng rất là tiện. Hoặc là các bạn thích nhông đơn thì mình thay nhông đơn, tuy nhiên thì cứ để nhông đôi thấy cũng được, không vấn đề gì cả. Về nguyên lý hoạt động thì trước tiên nói về cầu V-size là cái cầu mà ta có thể truyền lực sang hai bánh với tốc độ khác nhau khi vào cua là hoàn toàn được. Đó được gọi là cầu V-size. Còn những cái loại mà trục mà truyền hai bánh ra tốc độ cùng một tốc độ ấy thì gọi là trục bình thường, không có V-size, và nó vào cua nó sẽ có một bánh bị trôi và một bánh bị kéo rê đi. Đó là cầu không vi sai. Thì đây là một cái bộ cầu vi sai. Mình đang lắp trên cái bộ cầu này là một cặp bánh 400-8 gai máy cày. Thì có khách hàng có cái nhu cầu như vậy để chạy trên những cái đường lầy, đường trơn thì mình setup như vậy. Còn các bạn có thể sử dụng loại bánh khác cũng được, cứ miễn sao có 4 cái tim ốc như này. 4 con ốc này có khoảng cách là vuông 7 và chéo 10, ốc 14. Đấy, đường kính cái quả bánh này là 40. Các bạn có thể lắp bánh khác tùy ý. Bánh 500-12 loại gai máy cày bên em cũng có bán. Các kích thước rộng thì các bạn vui lòng liên hệ vì nó có khá nhiều loại khác nhau. Như ở đây là 87 thì lắp bánh lên là nó khoảng gần 1 mét, nó thành 97 gì đó. Cầu này thì nó phù hợp với những cái loại động cơ điện, hoặc là các bạn lắp xe máy cũng được, nhưng mà nó sẽ khó về mặt số lùi. Còn nếu các bạn sử dụng cái cầu cái động cơ 3 tiến một lùi, động cơ xăng 3 tiến một lùi 125 phân khối ấy, thì nó cũng rất phù hợp với cái cầu này. Đấy, các bạn lưu ý nhé, với cái cầu V-size xích này mà sử dụng với cái động cơ 3 tiến một lùi thì rất là ok. Đấy. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có liên hệ hay là chi tiết gì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Cầu này có cả dòng dành cho phanh đĩa các bạn nhé. Các bạn thích thì có thể làm thành phanh đĩa cho các bạn được.